Xin chào anh em. Mình sẽ test lần thứ 3 nhá, là lần đập thứ 3 của con DJI FPV này. Ở lần thứ 3 này mình sẽ lấy thêm hai pin. Mới mua được cái Fly More kit này. Cái này của nó sẽ có thêm hai pin thôi. Mình cứ nghĩ là cái kit của nó sẽ có thêm túi nhưng mà không có, nó chỉ có đúng hai pin thôi. Mình sẽ tháo cho anh em xem nhá. Từ hôm nọ không đi ăn bay nhưng mà hôm trước thì có sạc cái cục này được 2 lần thì bay được có đúng 2 chuyến thôi. Đó, cái cục này là cục theo máy này. Còn mua thêm cái kit này, chúng ta sẽ được thêm hai viên pin. Giá của nó là 6.990.000, coi như là 7 triệu rồi anh em ạ. Đó, nó chỉ có hai viên pin này thôi. Giá chát thế nhỉ. Quên mất anh em ạ. Ngoài hai viên pin này, nó sẽ có thêm một cái đốc sạc 3 pin. Mình có đem theo hai cái bộ lưu điện này. À, hai cái chạm điện di động chứ không phải bộ lưu điện. Để vừa bay vừa sạc anh em ạ. Rồi, chuẩn bị đập lần thứ 3 nhá. Mình sẽ test thử luôn chức năng là rung và đập của nó xem nào. Xem nó có gãy không nhá. Thôi rồi anh em ạ. Xong phim rồi. Chôn có tí thì mà nó rơi thật. Không biết ở trong nào đây. Nó mà gãy phát thì là xong chục củ ấy. Ui da. Ui da. Đoạn nào ấy nhỉ? Mình nhớ là mình vừa cua cua qua cái đoạn này một tí. Không biết đâu ta. Lật bay thứ 3 mà đen nữa. Đâu nó mắc vào cái cành nhỏ nhỏ nào đâu đoạn này này. Đây này anh em ạ, hình như cái cành đoạn nào ấy nhỉ? Mình không nhớ nữa. Đây này, hình như là hai cành nhỏ nhỏ này hay sao ấy. Thấy đâm sầm mắt vào. Không phải hai cành này nhỉ. Đoạn nào ta? Cành này. Chưa thấy anh em ạ. Hình như là hai cành nhỏ này thì là chắc là đoạn này. Mà cái này chắc chỉ rơi 1-2 mét chắc không gãy được. Trời ơi. Bây giờ để xem lại. Ấy giờ mất hết cái motor anh em ạ. Nó còn ổn lắm. Ui cái này nó cánh trước nó xước đỏ hết cả thân máy rồi. Chưa gãy tí nào anh em ạ. Ở đây xước linh tinh cái thứ luôn. À xước hết cả chỗ đầu này anh em này. Sao cái cánh nó đỏ thế này nhỉ? À ở dưới có vệt đỏ. Đây anh em này, đây nó quệt hết cả đỏ chỗ này luôn. Không gây được, chúng tôi cũng khỏe đấy chứ. Ôi về đập hắt nữa nhỉ.
có lẽ mình sẽ đi bay tiếp đây. Còn này chắc không quay nữa anh em nhá. Em lại anh em video sau.